Cô nói là cô về Tây Phương, rồi cô về đây, cô cứu độ liền. Dạ. Cô vãng sanh về Tây Phương. Dạ, cô kêu đứng kêu từ, rồi cô mau trở lại cõi ta bà này. Rồi cứu độ hết tất cả mọi người. À. Điều độ con cái hết, độ tất cả độc tu hết, đi về Tây Phương. Thấy rõ ràng chưa? Để bây giờ để cũng nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị là yên tâm nghe, hay hộ niệm cho cụ về Tây Phương là cụ về cô độ hết á. Giờ cụ nói lại này, cụ để cụ ngồi quý vị nghe cho rõ ràng này nghe không? Rồi cụ nói lại đi. Cụ nguyện bản thân về Tây Phương. Tiêu trừ, dạ. Tận mặt thấy Phật Cây Di Đà. Dạ. Đúng. Tiếp dẫn con về Tây Phương được ra Phật Cây Di Đà. Hay là Phật. Phật. Rồi con đừng trở lại nữa chứ, để con đừng trở lại cứu mình nữa chứ. Dạ, không còn. Con phải trở lại đi, có đội cho con nè. Ba không nghe được rõ đó. Có chứ con. Chị một lỗ tai. Chị lên đó. Cái nào mới cái kiểu khổ hại bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày. Dạ ở đây chỉ cho khổ. Đúng rồi. Cô nhớ là lên đó là cô sướng dữ lắm. Cực lạc là cô sướng, cô bay lượn khắp bầu trời luôn. Cô đừng ở đó luôn sướng quá rồi cô quên tụi con không được. Nghe cô nghe. Đó cô phải về đây đó. Tức là mình bị không có được tất cả chúng sanh về Tây Phương. Rồi bây giờ xin xin cảm ơn cụ, mình cảm ơn vì mình vô đây. Chúng con cảm ơn cụ. Tôi nhìn rõ ràng là tôi nói tôi bây giờ. Rồi bây giờ hồi hướng công đức cho cụ. Rồi để cho đồ muốn cho uống nước rồi cho cậu uống chút xíu đồ cậu niệm lại cho niệm quá rồi cụ mệt chứ không có giận đâu nha. Con hồi hướng con biết cho cụ đồ khi mà cụ lên đến đó xong là hôi xe ông cụ nó lớn to thế này thì cụ mà thấy qua xe ông cô mà nhỏ nhỏ thì cụ cũng làm sao mà về đây yếm trợ cho tụi con niệm cho nhiều cho hôi xe ông tụi con nửa to nghe cụ nha. A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho oan gia trái chủ Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho oan gia trái chủ Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Trên đền bốn ơn nạn. Trên đền bốn ơn nạn. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di A Di
Phật. Hôm nay là mình lại đi hộ niệm niệm Phật chung với cụ một lần nữa. Và xin thưa tất cả là một lần mà niệm Phật với cụ vậy là Di Âm thấy mừng lắm, vui lắm. Và niệm Phật với vị Bồ Tát mà. Phải có nghe rõ không? Niệm Phật với vị Bồ Tát là ta không vui được. Tức là chúng ta 100 người một ý cùng đi thẳng về Tây Phương. Tức là chúng ta không ở lại trong cái lục đạo luân hồi này nữa. Thì sắp sửa tới đây thì ông cụ đi trước, sau đó mình đi sau. Thì cứ một lần mà mình niệm Phật như thế này thì chắc có lẽ tất cả những lời mà do ông nói này thì ai cũng biết hết trơn rồi. Nhưng mà cũng nên nhắc lại để mà rồi chúng ta cùng cứ một lần niệm Phật với nhau, chúng ta củng cố thêm cái niềm tin. Chúng ta vạch ra con đường rõ ràng, sáng suốt. Và cái hướng đi chúng ta cũng nhất định không được chao đảo. Thì trong kinh Phật dạy như thế này nè. Sở dĩ mà chúng ta còn ở lại trong lục đạo này, trong cõi luân hồi này là do cái vấn đề mà chấp trước. Hay còn chấp trước thì còn lục đạo luân hồi. Mà không chấp trước thì chúng ta vượt qua lục đạo luân hồi. Nghe nó chấp trước thì nó khó khăn quá, mình hỏi chấp trước là cái gì? Mình hiểu nói ra là biết liền. Chấp trước có nghĩa là thế này. Bây giờ tôi còn thương cái thân này, tức là mình chấp trước. Tôi còn nhớ cái nhà là chấp trước. Tôi còn muốn cho hết bệnh là còn chấp trước. Tôi còn muốn làm cho có tiền nhiều thêm nữa là chấp trước. Mà nhất là những khi mà chúng ta sắp sửa rời bỏ báo thân này mà còn những ý niệm đó gọi là chấp trước. Thì cái chấp trước này trong kinh Phật gọi là kiến tư phiền não. Nó kiến tư phiền não gì khó quá. Tức là bây giờ cả những cái đó mà nó còn vướng lại trong tâm của mình. Thí dụ như mình còn nhớ tới cái chuyện mà đứa con là mình bị chấp trước. Mình còn nhớ cái sự nghiệp của mình trong quá khứ, tức là còn chấp trước. Mình còn lưu luyến lại cái thân này là chấp trước. Mình còn buồn vì một người nào nói mình chuyện gì đó là chấp trước. Nhưng mà tất cả cái đó nó còn gợn lại trong cái đầu óc của mình thì mình còn kẹt lại trong lục đạo luân hồi. Cho nên bây giờ mình có niệm Phật nữa mình cũng không được phản sanh. Và nói cho đơn giản nữa, tức là muốn rời khỏi cái thế giới này đi về với Phật, trong lúc mình bỏ báo thân đi về Tây Phương, thì bắt buộc theo như và Thượng Tịnh Không Ngài gom lại trong tất cả những cái đó bằng một cái chữ gọi là buông xả. Vì thế này, buông xả là buông bỏ, là mình bỏ hết tất cả những cái gì. Thí dụ như hôm nay bây giờ mình muốn thèm ăn những con gà là chắc bây giờ mình niệm Phật có mối hận nữa mình không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình nói tôi đâu có giết gà đâu, nhờ người ta làm cho mình con gà mình ăn. Trong giờ phút này mà mình thèm ăn cái thịt gà là bắt buộc thấy mình phải ở lại trong lục đạo luân hồi. Cho nên khi mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì Hòa Thượng Tịnh Không dạy là phải buông hết tất cả cái đó ra. Để chi? Thân mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì mới tương ưng với các chư đại thượng thiệt nhân trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản không nè? Cho nên nhắc nhở như vậy thì chính đó. Cho nên thành ra là cố gắng trong lúc mà chúng ta chuẩn bị cho cụ đi về bản sanh Tây Phương thành đạo trước thì chúng ta cũng chuẩn bị cho chúng ta thành đạo sau, là tất cả chúng ta đều lấy cái tâm nguyện này là ăn ở hiền lành, không chấp, không bách, không tội gì hết, để cho cái ngày ra đi chúng ta an nhiên tự tại. Bây giờ đây chúng ta chuẩn bị lần rồi, đến lúc mà chúng ta sắp trở lâm chung, tất cả rồi, những sự đời chúng ta buông hết để chúng ta cứ một lòng nhất tâm niệm câu A Di Đà Phật. Như nãy như máu vô quý vị nói là hồi sáng cổ cứ đi Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Nếu mà cứ tâm nguyện cứ giữ như vậy là rất là tốt, tại vì bây giờ chỉ còn một tâm nguyện duy nhất. Chấp là gì? Chấp ngay trên Tây Phương Cực Lạc. Chấp ở đâu? Mình về đó mà. Mình còn chấp vào cái bản thân này ở lại đây. Chấp về Tây Phương, đi về Tây Phương. Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Tâm của cụ đang thành tâm niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, luôn luôn cầu nguyện về Tây Phương như vậy. Cụ, cái thân cụ ở đây, nhưng mà cái tâm của cụ đã ở trên Tây Phương rồi. Trên Tây Phương đã có đăng ký một cái hoa sen trên đó rồi, và có cái tên của cụ trên đó rồi. Như vậy là mình thêm một lần nữa là rất là mừng.
cụ đang đi đúng cái đường đó. Xin cụ là cứ một lần một đường đó mà đi thì chắc chắn cụ được viên mãn ha cụ ha. Em mừng không cụ? A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thầy cho con hỏi, ba nghe rõ thầy nói không? À đúng là hết vậy là đúng rồi, hết rồi. A Di Đà Phật em mừng hết rồi. Hôm nay là bắt đầu quyết định con hướng đường đó là mình đi tới thôi. Trời ơi. Nhớ là như là nói này cũng là phải quay cho kỹ nha, mới nhớ cho kỹ chứ không quên nha, là những cái tài liệu lịch sử của cụ để lại cho con cháu. Nó là quá hay, thực sự là một cái gì đó. Thôi chứ được rồi, để bữa sau nói. Đủ rồi, thế là ai quay một cái người quay phim quán được thì thôi, không ra cháu không cần nói. Tức là cái ý nguyện của cụ là bản thân về Tây Phương vững vàng, ý nhìn của cụ niệm Phật tất cả đều buông xa hết, nhất định là đúng. Như vậy là cụ không còn chấp trước nữa, không còn chấp trước, tức là chắc chắn cụ sẽ về Tây Phương ha. À, như vậy tất cả chúng ta mình ta hiểu chưa, mình thấy rõ ràng cái con đường đi mình dễ dàng lắm nè. Rồi A Di Đà Phật, tôi xin mời sư cô mình nào hướng dẫn được mình niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc rồi mình niệm Phật luôn ha. Mình thấy này thấy nọ, cô đừng có ngại cái đó, ai cũng vậy hết trơn á. Thì nằm mình mệt quá mà mình thấy này thấy nọ đừng có sợ, mà có thấy gì cho tụi con biết liền ha. Biết xong rồi cứ là niệm Phật là hết. Tại mình bỏ mà có thấy gì cũng bỏ luôn. Chỉ khi nào mà A Di Đà Phật đó ngài hiện ra, không có một người nào, không có cái ai mà dám giả A Di Đà Phật hết trơn á. Còn tất cả kia là giả hết nghe cậu nha. A Di Đà Phật hiện thân ra, phóng quan tới là cậu cứ mạnh dạn đi theo A Di Đà Phật không sao hết. Tại vì muốn vì A Di Đà Phật mà mình theo A Di Đà Phật. Còn tất cả cái niệm Phật hết. Mà nhớ thí dụ như nhiều khi mà mệt mình mỏi quá, mình thấy cái gì thấy cái nọ đó là nói liền biết liền, để cho tất cả gia đình hộ niệm cho mạnh, ủng hộ cho cậu ha, cho cậu ha. Thấy sướng chưa? Cho nên khi... hỏi ba cái gì? Biết rồi, cậu đi cậu biết rồi. Tức là ba thấy cái gì cũng A Di Đà Phật, chỉ thấy Phật A Di Đà mới đi với Phật. Mà có nằm thấy gì nó nói. Giờ họ nói cho lại được rồi. Không. Dạ, không có. Mình đi sai ra là rồi. Chết rồi đó, đó là mình đéo lên rồi. Những rồi đó là bây giờ trách nhiệm của cụ là làm gì? Chuyện chiều dắt con cháu đi tới Tây Phương. Rồi ai nữa? Chuyện cả hộ, con cả các bạn hộ niệm này nữa này. Bây giờ nói thật ra bây giờ cũng gì dính nếu cứ ngang cái tội trần lợi ra cũng không được nữa, đoàn kết lợi để mẹ thắng kẻ thù đó. Về thông cụ là cũng còn cái trường nữa đâu, tất cả đều ở kiếm trời cho cậu hết, ai cũng kiếm trời cho cậu hết. Vậy nói vậy thôi. Vậy nói vậy thôi. Cái thù đó tiền não, cái thù đó. Bây giờ mình niệm tiếp nữa, bây giờ mình niệm tiếp nữa cho. Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn tất cả chư vị. A Di Đà Phật, nhờ vua cụ Thái Thượng Hoàng mà đêm đêm mình được công đức, được người Tây Phương. Cụ A, cụ biết nhưng mà mình cụ mới thành tâm niệm ngao, nhức đầu đã bắt đầu từ đây, tất cả những thử thách gì đều là trả lời bằng bằng A Di Đà Phật khen cậu ngang, nhất được như vậy hay lắm, tốt lắm rồi. Ăn chè. Em nói ngon mà chị ăn thử. Nhọc đi nhọc á, đi ta nhọc cho cái gì đó. Hoa không khóc đâu mà mình vô khóc. Đưa ba đi từ vô sanh bất diệt. Vô sanh bất diệt. Rồi sao nữa ba? Ba nói là bao nhiêu nguyện vọng. Bây giờ bao nhiêu là người có bao nhiêu đây thôi. Bao nhiêu người đi với bạn đó. Biết bạn đó. Ba nói là bao nhiêu con nguyện vọng. Anh nhiều tuổi tàn á.
tôi quên tôi ấy gì cũng phải ráng nhớ đúng rồi, phải nhớ một câu A Di Đà Phật, nhớ hình của Phật A Di Đà, chỉ có nhớ A Di Đà thôi, giống y như Phật hình này mà đưa ba đưa tay lên, đưa ba lên hình chữ con lá sen, đưa lên cực lá. Ông ba đang tỉnh đó, phải để cho ba nói. Dạ. Niệm đi, niệm Phật. Ba tỉnh đi, niệm Phật. Bây giờ ba nói A Di Đà Phật, tụi con tụng làm theo sau ba nha. Ba nói A Di Đà Phật thì tụi con theo ba. Rồi ba nói. Rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con phát nguyện gì? Tạc Di Đà. Con khỏe thầy Di Đà, anh đi tới nơi tới chốn mình lời mình cố gắng mà bao nhiêu tháng bao nhiêu năm nay để mà mình lo cho chúng thật sự cho con cháu gia đình mình thì làm sao con cũng phải lo hết, không cần lo nữa ba, chỉ lên Phật A Di Đà thôi, ba không lo gì nữa, ba không cần lo gì nữa, bây giờ ba không lo gì nữa, ba lấy Phật sự từ ba mấy năm nay không lo gì nữa, không lo con cháu, không lo gì, chứ một đường lên Phật A Di Đà thì đó một đường lên, nhưng mà không lo gì nữa. Mày đi, mày đi cho tránh niệm chứ. Dạ. Bởi vì con cháu con ước vọng mình có bao nhiêu đó thôi. Thật sự xong rồi. Phải không? Dạ. Con cháu đã ước vọng mình có bao nhiêu đó thôi. Dạ. Và rồi nó làm mình thất vọng mình có bao nhiêu không? Dạ. Mình làm nó thất vọng mình. Tất cả bao nhiêu người ở đây đều cho mình ráng cố gắng mà về tới Tây Phương Cực Lạc quá. Phải không? Dạ, phải. Đúng rồi. À, thì bao nhiêu tâm niệm của mình cũng như con cháu của mình rồi một thứ của mình vậy, bởi vì ráng cố gắng mà thu thập để mà nhớ nhắc nhở nhau để mà đi tới cái chỗ kết quả. Ba đừng lo, có Phật lực gia trị, có A Di Đà Phật. Không mệt đâu, không mệt đâu, nhiều đấy, đang nghỉ đấy, ha, mệt quá. Phật nói là phải buông xả, là cụ quyết định buông xả. Cụ nên nhất cái nhàm chán thế gian này, là cụ quyết định nhàm chán thế gian này, cứ giữ như vậy tâm nguyện như vậy, đi về Tây Phương là cụ là cứ hoàng thế tử bao năm. A Di Đà Phật phóng quang tới hộ trì cho cụ, bao nhiêu thánh chúng đều phóng quang tới hộ trì cho cụ,
Thiên Lăng Hộ Pháp đều hộ trì cho cụ luôn. Tất cả những vị oan gia trái chủ đều hộ trì cho cụ luôn, mà tất cả đồng tu hộ trì cho cụ luôn. Thật sự như vậy mà. Cái đó là thật sự đó, chứ không mấy hoàng đế tử làm sao về đây vẫn được. Thôi bây giờ mình hồi ứng con đứt. Cho nên cụ này cụ ta lệnh là mình phải làm liền kể. Mấy lần kể, tại vì là bà gái rượu à. Đó, trời ơi, hay quá được. Rồi, lắp tay lại. Đã được, tốt quá, trời ơi, hay quá chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình đọc thiệt chậm cho cụ đọc theo nghe không? Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này. Hồi hướng cho Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho oan gia trái chủ Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Hồi hướng cho oan gia trái chủ Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài. Trên đền bốn ơn nạn. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát lòng bồ đề. Đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sanh cực lạc quốc. Đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cụ nhớ chưa? Cụ là Hồ Thái Tử. Cụ nhất định là cụ mới về Tây Phương nha. A Di Đà Phật. Rồi, nhớ lại cụ. Cụ về đó là cụ chúc tất cả mọi người nha. A Di Cụ, hôm nay thì có một số chư vị Phật tử ở chùa Di Đà. Chùa ở chùa Di Đà tức là cái tới đây hồi niệm cho cụ, cũng tới là niệm Phật cho cụ. Cụ thấy là cái niềm hạnh phúc này là vô biên chưa? Rõ ràng không này? Cái một người bệnh như cụ trong suốt trong cả tuần qua đều cũng được các Phật tử khắp nơi từ từ cứ lần được tới đây hồi niệm cho cụ. Thì xin thưa là hôm nay là do ông nói rằng là cái phước đức này nè không phải mà dễ tìm đâu. Một người mà cuối những ngày mà cuối cùng mà an lành hướng cái đại phúc đức, cái đại thượng duyên, và sau cùng ra đi trong cái câu A Di Đà Phật, qua ra đi trong cái quang minh của A Di Đà Phật để đi về Tây Phương thành đạo vô thượng, thì quý vị thấy đây là do cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp đã được khung tu rồi thì mới có cái kết quả ngày hôm nay. Chứ không phải là giả sử như trong cái cuộc đời này mà những người ví dụ như cụ này mà ít tu thì là do cũng là do cái thiện căn phước trong vô lượng kiếp đó dồn lại đến tất cả những cái dồn lại trong những ngày này, thì nhờ cái này mà mới đi về Tây Phương. Hôm nay thì cụ biết chắc chắn là cụ cái niềm tin của cụ vững vàng lắm, phát nguyện của cụ vững vàng lắm. Chút nữa rồi để cụ phát nguyện cho coi, quý vị ta thấy coi này. Thì Phật nói những người nào tin tưởng cho vững, phát nguyện bản thân Tây Phương tha thiết, rồi niệm câu A Di Đà Phật, chỉ vậy mà thôi. Thì Phật A Di Đà nói dẫu cho 10 niệm cũng được bản thân. Cụ lưu lầu này pháp danh Minh Đài làm được đúng hệt như vậy, chính hạnh nguyện đầy đủ thì cụ được bản thân chắc chắn, phải không cụ? Lỡ rằng phải không cụ? Bây giờ cụ lọc lại cái lời nguyện của cụ để cho tất cả mọi người nghe. Chính hạnh cụ vững vàng rồi, cụ quyết làm đi về Tây Phương Cực Lạc, cụ không đi đâu hết trơn. Bây giờ cụ nguyện đi, giờ cụ phát tâm cụ nguyện cho mọi người nghe đi. À, phát nguyện Tây Phương Cực Lạc. Còn cái gì quay lại phía sau coi cái lời nguyện của cụ đơn giản là cậu là nói là Nam Mô A Di Đà Phật cho con được về Tây Phương Cực Lạc quá. Cái gì thắng nè, người nó ngắn gọn như vậy,
thì quý vị cũng nên học thuộc cái lòng cái câu nguyện của cụ đi, để sau này chúng ta cầu nguyện như vậy, đừng nguyện dài quá nó khổ lắm, cái lúc mà sắp sửa ra đi rồi thì không nổi đâu. Thì bây giờ con nhắc lại là nguyện của cụ này, tất cả đều nhắc để mà cụ nhắc theo nghe không cụ, nghe không? Rồi xin mang tất cả chúng chấp tay lại, mong rằng lời nguyện này nó nhập tâm chúng ta luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. À, đó là lời nguyện của cụ, mình cứ lấy lời nguyện của cụ để mình hộ niệm cho cụ luôn, tức là luôn luôn nhắc nhở cho cụ nhớ mãi cái cầu nguyện này. Hai cụ ha. Giờ niệm lại một lần nữa, hai lần nữa, ba lần cho chắc ăn cho nó nhập tâm luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho con được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật nói, cái người nào phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì được A Di Đà Phật tiếp đón về Tây Phương. Tại vì Phật dạy tất cả đều do tâm của mình tạo ra hết. Tâm của mình muốn đi về đâu thì mình sẽ đi về đó. Cho nên hồi nãy nói vậy là chúng ta chỉ một lần nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì suốt cuộc đời của mình niệm thì niệm Phật, phải không? Về thì về Tây Phương, ngoài ra không niệm gì nữa hết. Nếu mà thí dụ như ông cụ này bây giờ ông nằm đây mà ông đi thôi bây giờ trước đi, khi đi về Tây Phương cho tôi hết bệnh rồi tôi mới về, thì cụ không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta ta là viết bệnh mà cái nguyện mà nguyện hết bệnh nó trước cái nguyện vãng sanh, nó sai. Cho nên khi cái đây cũng là cái bài pháp sống động cho chúng ta biết, mình tu hành mà mình nguyện lúc mà mình bệnh trước Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh, thì bắt buộc quý vị không được vãng sanh, dù quý vị kênh niệm Phật cũng được vãng sanh. Tại vì là người quý vị đã chuyển từ đi về Tây Phương, chuyển thành lo cho cái thân bệnh này. Mà trong khi cụ này bây giờ ông bỏ hết tất cả rồi, ông không sợ gì nữa hết trơn, cái thân này biết là vô thường rồi, cụ hiểu đạo nhiều khi hơn mình nữa. Quý vị cái thân này, cho nên trước những giờ phút này bao nhiêu người thì đau đớn, ông cụ tỉnh bờ, cụ như là không có lo gì hết. Quý vị thấy, do một là Phật lực gia trì, do là cái tâm đạo của cụ vững vàng, cái tâm đạo vững vàng, niềm tin tha thiết, phát nguyện bản thân như vậy, cụ niệm Phật, cụ bản thân về Tây Phương. Dù ông hy vọng rằng trong những ngày mà cụ ra đi, quý vị nên tới đây tiếp tục hộ niệm cho cụ để mà tiễn đưa cho cụ. Tại vì cụ có lời hứa, cụ về Tây Phương, cụ sẽ xuống đây, cụ độ tất cả mọi người hết, có phải không cụ? A Di Đà Phật. Bên đây cụ nhắc lại cái lời nguyện đó cho tất cả mọi người an tâm, để cho mọi người đều an tâm để mà hộ niệm cho cụ đi. Cụ nói đi. Cho tất cả các chị ở đây cùng với con đi về tới để con à như là tôi xin nhắc người dưới này là tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi nguyện rằng tôi sẽ trở về đây, tôi độ tất cả các vị để các vị cùng với tôi được lên Tây Phương Cực Lạc hết. Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Rồi như vậy có hiểu rằng là đấy là cái tâm nguyện như vậy là đúng là cụ đã được coi như là ứng hợp tất cả với cái điều kiện của A Di Đà Phật. Cho nên rõ ràng tín hành nguyện được bản tin, tín nguyện hành nguyện được bản sanh, mong cho như vậy thành tâm. Thôi bây giờ chúng ta thành tâm hướng về Phật, rồi chúng ta bắt đầu niệm Phật, đem tất cả cái thành tâm của mình cầu đức A Di Đà Phật phóng quang đến tiếp độ cho cụ bản thân Tây Phương. Cứ mình lấy cái lòng thành ha. Cậu ha, bây giờ tụi con hộ niệm cho cụ nghe cậu nghe không? Rồi, A Di Đà Phật. Thì đầu tiên chúng ta niệm là Nam Mô Tây Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
con chúc dạ, đừng có quay của mình, cô con em lâu lâu quay ai Di Đà Phật chút chiếu. Dạ có. Xin đưa tất thật với tất cả quý vị đồng tu. Cái câu A Di Đà Phật thì trong kinh Phật là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Thì bây giờ phải không? Tất cả cái pháp Phật dồn vào trong câu A Di Đà Phật chính là vì cái pháp giới tạng thân A Di Đà Phật có nghĩa là chư Phật mười phương danh hiệu điều gối trong câu A Di Đà Phật. Cho nên trong kinh A Di Đà nói là một người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mệt quá thì niệm A Di Đà Phật, tức là niệm chư Phật mười phương danh hiệu, mười phương chư Phật danh hiệu. Chính vì niệm mười phương chư Phật danh hiệu cho nên khi mà một người niệm Phật thì được mười phương chư Phật gia trì vào câu A Di Đà Phật để mà gia trì cho cụ tỉnh táo thoải mái. Quý vị có thấy rõ rồi không? Tình thực mới nói, nếu mà ví dụ như cụ bây giờ mà không niệm Phật thì cái ngày ra đi cũng không có thay đổi được, nhưng mà bây giờ cụ phải quằn quại đau thương trong bệnh viện. Nhưng mà từ ngày cụ niệm Phật, bây giờ hỏi cụ ấy, cụ làm chứng đi, niệm Phật một cái tự nhiên tất cả đều giải tỏa hết, có phải không cụ? Quý vị thấy không nào? Hôm qua tôi đi thăm một cái vị mà vị là hữu, tôi chỉ bày cho người ta niệm Phật thôi, trong 30 phút có thể giải tỏa cơn đau đớn liền, phải không cụ? Bây giờ tiếp tục niệm Phật nha, phải lấy cái tiếng mà o để mà niệm Phật nha, và phải thành tâm tha thiết như vậy. Cho nên Phật nói người nào mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thành tâm phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, thì A Di Đà Phật thề rằng là ngài không thành Phật, thì cái lời đại nguyện của ngài ứng hợp ngay tại đây. Chúng ta thấy cụ Minh Đài phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lòng kinh tha thiết yêu cầu chư vị tới hộ niệm, và chúng ta cũng thành tâm cảm ơn cụ, nhờ cụ mà mình được có công đức, phải không cụ? Mình cảm ơn qua lại mà, đúng không? Cho nên những ngày sắp tới, nếu mà chư vị thấy rảnh thì thấy gì ở nhà làm gì, niệm ở nhà làm chi, tới đây niệm Phật để mà hộ niệm cho cụ. Thì chúng ta hộ niệm, niệm Phật thì chúng ta có công đức, mà chúng ta lại có công đức cứu độ chúng sanh về thành Phật, mà cứu độ chúng sanh về thành Phật thì cụ sẽ xuống đây độ lại chúng ta. Cho nên hộ niệm cái công đức, xin thưa thiệt, nó bằng ít ra cũng có 3 lần niệm Phật tại các tự niệm. Đó là cái lời của các chư vị pháp sư nói. Cho nên lấy cái công phu hộ niệm làm cái công phu thuần tuyệt vời vô cùng. Tại vì khi mà niệm Phật để mà cứu độ chúng sanh, chúng ta thành tâm. Thành tâm thì có tất ứng, chúng ta nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật thì tất cả chư vị đều được chúng sanh thay đổi được hết. Xong trướng cầu ha. Rồi bây giờ mình nguyện và hồi hướng công đức cho cậu. Sắp sửa A Di Đà Phật đến rồi, nghe cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
cỡ ngày thì cho báo tôi biết liền nha cậu nghe không? Bình tĩnh nhẹ nhàng thoải mái quyết định cùng chắc chắn. Chúc mừng à gì là vật chúc mừng cho cậu một đường đi thẳng về chúc mừng là gì nè tắt tông nói một lần một lại còn gì nữa mà lo rõ ràng cứ yên chí niệm Phật ha, có rất nhiều người đang bảo vệ cho cậu đây, bây giờ cậu cứ nhẹ nhàng thoải mái mà niệm Phật rồi bây giờ 33 ba đi với A Di Đà rồi ba không có nằm mơ vậy nhưng ba thấy ba đi ba thấy ba đi với A Di Đà cho ba không nằm mơ ba thấy ba không có nằm mơ vậy tao đi với A Di Đà chứ đóng nằm mơ đi với A Di Đà cho tao có đi đâu đâu bao nhiêu tháng bao nhiêu năm bao nhiêu ngày này là tới Phật Di Đà đi chung với tao. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm nay là ba đi với A Di Đà? Đi chung đó. Đi chung. Dạ. Bởi vậy cái gì mà cái gì mà ta làm á? Là đi cho A Di Đà. Không có sái đâu. Cái gì ba làm là không có sái đâu. Cho ba cái ghế, cho ba cái ghế. Rồi ba cứ lấy cái ghế không? Ba ngồi trên cái ghế nha. Mấy người ngồi xuống đất đi, mấy người ngồi xuống đây đi. Đừng có đứng vòng vòng. Nam Mô Di Đà Phật. Lời của ông ngoại nói ha. Bằng lo sự thật cũng như thầy dạy. Nhưng mà mình nhất tâm là không. Được không? Mình một lòng một dạ nhất định phải đi được. Phải đi tới đâu cái nào mình thay đổi thông tin của mình không mình này thì nó đâu quan trọng. Bởi vì thay đổi là cái cuộc sống của bên này đương nhiên nó bắt buộc mình phải thay đổi chủng hội chủ lấy cho đàng hoàng. Chứ không lẽ là cứ không thay đổi là sao mà cái gì mà kịp thời để mình theo đó phải không? Nhưng mà tôi là người tin tưởng đã tin tưởng tôi bay đi hết khang binh là tôi bay đi hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm A-di-đà-phật, 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 Ah.
Đà Phật, A Di 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 tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử, hồi hướng cho Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài, lưu lầu pháp danh Minh Đài vãng sanh cực lạc quốc, vãng sanh cực lạc quốc hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho quan gia trái chủ của Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài, của Phật tử lưu lầu pháp danh Minh Đài được vãng sanh cực lạc quốc, được vãng sanh cực lạc quốc. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trên đền bốn ân nặng, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chuyển cái thân tướng từ một phàm phu thành Phật, thành Bồ Tát. Bác hiện thân chứng minh, thể hiện cho chúng tôi thấy cái thành tựu của bác, để cho tất cả ở đây lấy đó mà noi gương theo bác. Nghe bác, bác cố gắng tưởng Phật, cầu cho Phật chuyển được cái thân tướng bác từ một phàm phu thành một Bồ Tát, một vị Phật tương lai, để cho con cháu tất cả chúng sanh noi theo gương bác mà học tập. Nghe bác. A Di Đà Phật. 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 Đúng mà. Đúng không? Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Cái thân tướng nè, thấy không? Quý vị thấy chưa? Sai sai. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ok, niệm Phật, niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái tay mềm ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngón tay về. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Quỳ lại đi, quỳ lại đi. A Di Đà Phật. Thầy Phật sư. A Di Đà Phật. Nè. A Di Đà Phật. Giải được nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngón tay mẹ hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sư cô. A Di Đà Phật. Đội ơn Đức Từ Bi. A Di Đà Phật. Đội ơn Đức Từ Bi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tay chân mềm mại. A Di Đà Phật. Anh thấy tập tay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ba di đà phật, a di đà phật, sanh, a di đà phật, giờ tẩu ba qua nha, a di đà phật, a di đà phật, chứ không phải đợi tới bệnh ngang, không phải đợi tới già ngang, phải niệm Phật, đã thấy cái di diệu của Phật pháp, thấy sự nhiệm màu của Phật pháp, thì mình phải làm ngay bây giờ, phải tu hành, phải sửa đổi, phải học tập theo bác á. Thấy cái hạnh của bác không, trong lúc bệnh mà vẫn là một cái hạnh thiện, không có một cái cử chỉ cái bằng dữ tợn, nóng nảy, phiền não, buông bỏ tất cả mới được vậy nè. Nhắc lại cho quý vị mấy người con trong gia đình biết nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Được rồi. Bây giờ tất cả quỳ xuống niệm Phật đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.